bởi vì nó có nối đôi trong vòng năm cặp, nó là cặp nam thì bây giờ mình gọi nó là cặp ba bê bề nẹp. Chất đầu tiên của nhóm này là thiamamicin. Thiamamicin điểm của nó gần giống với penicillin, trừ cái việc là ở cái vòng năm cặp này thay vì nó là nhóm CH3 thì nó đổi bằng một cái cấu trúc gọi là thiocysteine amin, là có lưu huỳnh và có amin. Tuy nhiên khi mà sử dụng cái thiamamicin, người ta nhận thấy một số điểm sau. Phổ kháng khuẩn rất là rộng, phổ kháng khuẩn rất là rộng, tác dụng được trên pseudomonas và nó chống lại những con vi khuẩn đã tiết ra beta lactamase. Nhưng cái cysteamin này là cấu trúc kém bền, nó là cysteamin này không bền nữa. Ta mới tìm những cái cấu trúc để người ta tạo cái chất bền hơn, thì sau thời gian thử nghiệm người ta chuyển sang cái formimidon. Người ta nhận thấy khi thay cấu trúc của cysteamin bằng cái cấu trúc formimidon này gắn vào cái dòng năm cặp thì tạo ra một dẫn chất mà có cái mặt hoạt tính, một cái nó có cái khả năng mà bền về mặt hóa học rất là cao, tiệt khuẩn được bằng nhiệt, pha được không có bị phân hủy, giữ được trong môi trường rất là lâu. Thì cái chất được tìm ra này là imipenem, và đây là đại diện ba bên em trên thị trường hiện nay, không có trên thị trường mà sử dụng tại bệnh viện, và hầu hết các phòng mổ, các bệnh viện, các khoa ngoại bệnh viện lúc nào cũng có sẵn cái thuốc này, vì nó sử dụng, nó điều trị được khá nhiều cái loại bệnh ha. Và trong phòng mổ thì một số phòng mổ người ta lại thích dùng cái này như là một kháng sinh dự phòng trước mổ. Thì imipenem, những vấn đề liên quan giữa cấu trúc và tác dụng của imipenem là nó vẫn giữ vững cái nhân penem, tức là cái vòng này nha, nó vẫn giữ vững cái vòng này, rồi nó vẫn phải có nhóm axit như thế này, và nó vẫn phải có những cái carbon bất đối. Nhưng mà carbon bất đối bây giờ thì ở vị trí os, cấu trúc nó là cấu trúc quay os, quay os là quay như thế này, thì nó lại chuyển thành cấu trúc quay R, không nhớ nữa rồi, phải không? Nó quay, nó tính theo cái độ cấu nhóm thế, nó đi dần theo từ cái nhóm nhỏ cho đến nhóm lớn, thì nhóm nhỏ nhất, nhóm lớn hơn nhất, nó sẽ quay theo chiều os, hoặc ngược lại, nhóm nhỏ, nhóm lớn hơn thì nó quay theo chiều, người ta gọi là chiều R. Nhưng mà bây giờ mặc dù xét thì chắc xét không có nổi ha. Xét không có nổi đâu. Ngày xưa tôi học có lần tôi bị làm một cái seminar nhỏ nhỏ không có trình, mà từng người vô gặp thầy trình với thầy chứ không phải là trình trên lớp. Lúc đó lớp con học có hai mấy người à. Thì thầy cho mỗi đứa một cái công thức, không đứa nào giống đứa nào hết. Rồi về ngồi xét những cái carbon mà thầy chỉ định xét xem cái nào là cis, cái nào là trăng, cái os, cái nào là quay R. Ngồi xét cho đủ hết mấy cái bên đó rồi đem vô trình với thầy. Trình xong thầy hỏi phải phản biện rồi mình phải bảo vệ được thì mới có điểm. Và lần đó tôi cũng rất là hên, tôi bị một cái đợt cảm cúm mà tôi ho liên tục. Tôi vô tôi ngồi với thầy tôi cứ khịch khịch tôi ho, cho nên là thầy hỏi mấy câu thầy thấy trả lời được thầy cho ra, thì không dám giữ lại. Trong khi có những người thầy giữ nửa tiếng đồng hồ cũng cho ra. Ra ai cũng hỏi mày làm sao mà thầy thả sớm vậy, nói em ho quá chứ thầy sợ lây bệnh. Rồi một số vấn đề giữa liên quan cấu trúc và hoạt tính nữa nha, là cái formimidon này nè, nó giúp cho phân tử khá bền về mặt hóa học, ít bị tương tác, ít bị tương kỵ và có thể tiệt trùng bằng nhiệt khá tốt, là thuốc tiêm. Còn vấn đề khiến cho imipenem được sử dụng cho đến bây giờ là phổ kháng khuẩn nó khá rộng ha. Và các bạn nhìn thấy đây, ngoài cái phổ mình nói về răng dương, răng âm, thì mình nhìn tên
vậy, phổ rộng như vậy nhưng mà nó ít bị đề kháng. Bởi vì sao? Bởi vì để sử dụng nó phải tiêm truyền bệnh mạnh đậm thì chỉ có bệnh viện sử dụng thôi chứ không đâu sử dụng hết, kể cả trạm y tế người ta cũng không dám sử dụng nha. Nó khu trú lại ở các bệnh viện, và bệnh viện thì chỉ có những khoa phòng đặc biệt mới sử dụng chứ không có chỉ định đại trà. Điều này giúp cho nó sử dụng luôn tuân thủ đúng quy tắc sử dụng kháng sinh và hạn chế được trường hợp đề kháng. Tuy nhiên imipenem nó có một yếu điểm là nó có ám lực khá tốt với một enzyme ở thận gọi là dehydropeptidase. Enzyme này nó nằm ở thọng thận và gần cầu thận, thì khi máu đi qua đó chưa chắc là đã lọc qua thận đâu, nhưng mà dòng máu chảy phân phối thuốc á thì dòng máu tăng imipenem đến gần thận sẽ bị enzyme này bắt lấy và phá hủy đi, làm mất tác dụng. Điều này làm giảm cái thời gian tác dụng của imipenem xuống. Sau này bằng việc nghiên cứu, người ta phát hiện có một chất không phải là kháng sinh, đó là silastin, có cấu trúc cũng hao hao imipenem, và đặc biệt chất này có ái lực cao hơn imipenem với enzyme này. Khi mình phối hợp chung silastin với imipenem thì khi vận chuyển nó đến ống thận thì silastin sẽ tự động bắt lấy enzyme, và nếu lượng silastin đủ lớn có bắt hết những enzyme của ống thận thì imipenem sẽ theo dòng máu đi trở ngược lại đến những cơ quan cần thiết và cho tác dụng. Vì vậy hiện nay các chai imipenem tiêm truyền ở bệnh viện tất cả đều có phối hợp với silastin hết. Rồi mình qua một cái nhóm kế tiếp là nhóm monobacter. Thì nhóm này hiện nay đang sử dụng đặc điểm là Aztreonam. Chủ yếu trên vi khuẩn rập ong mà thôi. Nó cũng sử dụng bằng đường tiêm tĩnh mạch hoặc đường tiêm móc, cho nên là nó cũng chỉ sử dụng ở bệnh viện mà thôi. Cuối cùng, những chất ức chế beta-lactamase. Việc đầu tiên phải nhắc với các bạn rằng những chất này không phải là kháng sinh. Nếu các bạn chỉ dùng một mình nó đưa vào cơ thể, nó không giết được con vi khuẩn nào hết. Nhớ điều đó nha, không phải là kháng sinh. Mà mình xếp nó vào đây bởi vì thứ nhất nó hỗ trợ cho tác động của penicillin, cái thứ hai là cấu tạo nó gần giống với nhóm penicillin, cho nên đưa chung vào một nhóm theo quy tắc xếp về cấu trúc hóa học luôn. Thì các cái beta ức chế beta lactamase này nó có đặc điểm cấu tạo thì gần giống kháng sinh, nhưng khả năng gắn kết với lại cái men do vi khuẩn tiết ra nó có ái lực mạnh hơn penicillin. Vì vậy khi mình phối hợp nó với penicillin thì vào cơ thể, khi nào nó gặp được cái enzyme này, nó sẽ chủ động bắt lấy enzyme này, gắn lên enzyme này. Và nếu số lượng của nó đủ lớn thì nó sẽ phá hết tất cả những enzyme do vi khuẩn tiết ra. Vì vậy penicillin thế nào không có bị ảnh hưởng, sẽ tiếp tục cho hiệu quả giết chết con vi khuẩn đó. Thế thì sau khi gắn với men rồi thì chất này sao? Thì nó giống như penicillin, nó sẽ bị phân hủy rồi nó đào thải ra ngoài một cách bình thường. Thì chất này có những đại diện khá nổi tiếng, ví dụ như acid lavulanic được sản xuất bởi một loại nấm Streptomyces lavuligerus. Các chị nhìn cấu trúc của acid lavulanic ở bên tay trái các anh chị và cấu trúc penicillin bên tay phải thế nào? Khá giống nhau đúng không? Khá giống nhau. Nhờ sự giống nhau này mà nó có cái chỗ gắn được lên trên enzyme do vi khuẩn tiết ra. Nhưng đặc biệt những điểm khác nhau của nó khiến cho nó không có tác dụng lên trên con vi khuẩn. Nó không có như kháng sinh, nó không có gắn lên trên cái trang peptida của con vi khuẩn để mà ức chế sự tổng hợp các tế bào. Mà nó chỉ gắn vào cái enzyme beta-lactamase thôi. Mình dùng nó cho con vi khuẩn, nếu con vi khuẩn này có tiết beta-lactamase thì nó có hiệu quả. Còn nếu con vi khuẩn không có tiết ra beta-lactamase thì nó sẽ bị đào thải ra sau đó. Chứ nó không có tác dụng kháng khuẩn. Những phối hợp thường gặp là acid lavulanic amoxicillin hoặc tinh cạc xylin.
gần như người ta đóng khung rằng là anh không đang biết chỉ có họ amoxicillin thôi, có cái cả xylin thôi, trong khi là ampicillin thì chỉ phối hợp với xương bắc tâm. Tuy nhiên cái này nó liên quan đến cái đặc tính lý hóa của hai chất này, nó khá tương hợp nhau qua quá trình nghiên cứu nên người ta đặt ra một cái mặc định như vậy. Nhưng hiện nay bằng những phương pháp bào chế mới, mình có thể làm thay đổi được một số cái đặc tính lý hóa để giúp các chất tương hợp hơn, thì bắt đầu xuất hiện những cái chế phẩm mà axit lavulanic với ampicillin hoặc ngược lại xương bắc tâm với amoxicillin đang được nghiên cứu để mở rộng cái dạng thuốc được sử dụng ra. Thì người ta nhận thấy thế này các anh chị, một cái ví dụ thôi, một cái ví dụ trên ticagrelor với con Staphylococcus aureus. Người ta nhận thấy là hiện nay con Staphylococcus aureus đề kháng ticagrelor khoảng 50%, khoảng 50% tỷ lệ chủng Staphylococcus aureus thì đề kháng khoảng 50%. Nhưng nếu mình phối hợp giữa ticagrelor với axit lavulanic thì tỷ lệ tiêu diệt vi khuẩn nó lên đến 5%, nghĩa là chỉ còn 5% không, chỉ 95%, chỉ còn 5% là không tác dụng, nghĩa là nó tăng cái nhạy cảm lên gấp đôi, tăng nhạy cảm lên gấp đôi. Và như vậy mình có thể kết luận rằng con Streptococcus đề kháng với ticagrelor chủ bằng con đường nào? Bằng con đường tiếp enzyme beta lactama mà thôi, phải không? Cho nên khi đưa axit lavulanic vô thì nó sẽ chặn cái việc phân hủy ticagrelor đi, và do đó vi khuẩn trở nên nhạy cảm, bị tiêu diệt nhiều hơn ha. Rồi chất thứ hai là xương bắc tam. Thì xương bắc tam cấu trúc các anh chị thấy nó thay cái carbon chỗ này bằng nhóm SO2, thay luôn và bọc carbon bằng nhóm SO2, và nó cũng có hiệu quả nhiều hơn trên con Staphylococcus. Nó hay được kết hợp với ampicillin và dẫn đến một số người quá cảnh cho nên họ nghĩ ra một cái dẫn chất thứ ba là sulfamicillin. Trong cái sulfamicillin này các anh chị nhận thấy cái gì vậy? Nhận thấy cái trên sulfamicillin này thấy gì? Và đây là cái gì? Ở đây là cái gì? Hả? Bên đây là cái gì? Còn bên đây là cái gì? Nhớ không? Nhìn bên đây coi cái gì đây nè. Và nhìn bên đây coi cái gì? Cái này là? Bên đây là ampicillin. Bên đây là sulfactam. Tức là họ lấy hai phân tử ampicillin và sulfactam hợp lại với nhau thông qua cái cầu nối NT này. Họ tạo ra sulfamicillin với mong muốn rằng là một chất này thôi bào chế làm thuốc, phải không? Nhưng mà muốn có tác dụng như mong muốn thì vào nó phải cắt đứt cái cầu nối tẹt ra, vẫn phải cắt đứt ra chứ. Nếu thằng này gắn với enzyme mà không cắt thằng này ra thì thằng này làm sao gắn với lại cái receptor vi khuẩn được, vẫn phải cắt ra. Đây là một công việc rảnh nhất mà người ta làm á, ha, đưa vô xong rồi cắt ra, mà đưa vô đâu. Thằng này cực kỳ kém cỏi, nó phản ứng hóa học. Nếu mà mình hỏi là nó phá hủy, mình lại phải nghiên cứu làm sao để mình gắn thằng này vô thằng này mà vẫn giữ nguyên được thằng.